Pau FC bổ sung tân binh, Quang Hải mất suất đá chính trước ngày đấu. Đội bóng của Quang Hải đang rất cần bổ sung lực lượng nhằm phục vụ cho mục tiêu trụ hạng trong mùa này. Thảm bại 0-4 trước Wigan, sự yếu kém của đội tuyển giữa Pau FC đã lộ ra. Các tiền vệ của họ không cầm nổi bóng dẫn tới việc hàng phòng ngự liên tục bị khoan vào và kết cục là nhận những bàn thua. Đến khi mà cần gượng dậy thì Pau FC cũng đã lực bất tòng tâm do họ không cầm nổi thế trận. Sự yếu kém ở vị trí tiền vệ trung tâm là lý do khiến cho huấn luyện viên Dean Tollot gấp rút phải bổ sung nhân sự cho khu vực này. Khi mà đã chiêu mộ gấp Jack Redbury, tiền vệ 23 tuổi này sẽ ký hợp đồng theo dạng tự do với Pau FC khi anh đã hết ràng buộc với câu lạc bộ chủ quản Leeds. Anh có tổng cộng 19 lần ra sân nhưng mà không thể hiện được nhiều. Đó là lý do anh chấm dứt hợp đồng sớm 2 năm nhằm giúp cho anh tìm kiếm cơ hội. Trước đó thì Bolli đã được gửi sang Vicenza tại Serie B với hy vọng là giúp cho câu lạc bộ này trụ hạng. Tại đây thì anh đã làm đồng đội của Jordan Lukaku. Thế nhưng Bolli thì cũng không thể hiện được nhiều mà nó cũng khá là mờ nhạt và không giúp được cho câu lạc bộ chủ hạng thành công. Tại Pau FC, anh được kỳ vọng có thể nâng cấp tuyến giữa. Anh có thể đá tiền vệ trái, tiền vệ trung tâm. Người hâm mộ Pau FC khá vui và hy vọng cầu thủ 23 tuổi này có thể vực dậy ở khu vực yếu kém nhất của Pau FC. Tin vui với người hâm mộ Pau nhưng lại là một tin không mấy lạc quan với người hâm mộ Quang Hải. Ngôi sao của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất suất đá chính. Charles Bolli và Quang Hải cùng đá một vị trí. Xét về kinh nghiệm chinh chiến tại châu Âu, Quang Hải rõ ràng không thể so được với người đồng đội này. Động thái chiêu mộ gấp Bolli của huấn luyện viên Tollot cũng cho thấy vị chiến lược gia này coi trọng cầu thủ 23 tuổi như thế nào. Không chỉ thế, việc thêm Charles Bolli, Pau FC hiện tại đang có 6 tiền vệ cạnh tranh vị trí với Quang Hải. Stevie Besna, số 21, vốn là tiền vệ công ở Pau trong mùa trước, tuy nhiên huấn luyện viên Tollot thì lại sử dụng anh ở vị trí tiền vệ trung tâm, đảm nhận cả hai vai trò đánh chặn trong trận gặp gần gấp. David Gomi gây thất vọng khi mà bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận mở màn League 2. Tiền vệ sinh năm 1992 có một số cơ hội ghi bàn nhưng mà xử lý khó hiểu, tới mức là bị báo pháp mô tả là không đi trúng khung thành mà cũng chẳng tới chân đồng đội. Andy Sivici chính là người rời sân nhường chỗ cho Quang Hải. Cũng giống như là những cầu thủ trên, Andy có thể đá cánh trái, phải và hậu công. Anh là một điểm sáng của Pau trên hàng công nhờ những cú sút xa uy lực. Mon Basunamia cũng là một cái tên gây thất vọng trong nhóm tân binh của Pau FC. Cựu tuyển thủ U18 Pháp và đội tuyển quốc gia Congo hay dâng cao nhưng vụng về và vô duyên với mọi cơ hội. Cái tên đẳng cấp nhất trong nhóm các tiền vệ công của Pau FC là Henry Savet thì chưa có cơ hội ra sân. Cựu cầu thủ này thì mới bình phục chấn thương và đã dự bị trong suốt trận mở màn. Chính vì vậy, cả Charles Bolli và 6 người có thể thay vị trí của Quang Hải, thật sự khó khăn cho tiền vệ số 9 của chúng ta. Tuy nhiên, đây cũng là những cơ hội tốt cho Quang Hải ở một môi trường có sự cạnh tranh lớn như vậy. Hải cần phải chăm chỉ tập luyện và phát triển bản thân hơn nữa. Người hâm mộ Pau thì cũng đang rất có thiện cảm với Quang Hải sau những hình ảnh mà anh đã thể hiện được. Sau thất bại tan nát thì Quang Hải là tân binh duy nhất thoát khỏi cơn bão chỉ trích, thậm chí là còn được khen ngợi. Thất bại của Pau FC phần lớn đến từ tuyến phòng ngự kém cỏi của họ, cùng với đó là hàng công cũng chẳng khá hơn. Bộ ba tấn công trong hiệp 1 bao gồm Jean Lambert, Evran, Andy và David Gomi gần như là mất tích, không thể gây ra sóng gió cũng như là cung cấp đạn cho trung phong là Maron Jerry. Ở hiệp 2 khi mà Quang Hải được vào sân tạo ra nhiều cơ hội, lúc đó anh mới bộc lộ được những hạn chế. Trần Sút này vừa gia nhập Pau FC vào hồi mùa hè và được nhận xét là vụng về trước khung thành bên khả năng hỗ trợ phòng ngự kém. Một tiền vệ khác là Diadin Abji thì cũng đã có một màn xả mắt tị hại. Ba bàn thua đến từ khu vực mà hậu vệ cánh trái người Canada đảm nhiệm. Không thể phủ nhận những phẩm chất tấn công của Abji, nhưng mà anh ta lại thiếu sự quyết liệt và ý thức phòng thủ để rồi cho phép đối thủ tràn xuống tập kích. Vingasevic. Ngoài ra, một số bản hợp đồng mới nữa, tiền vệ Ceci Amidia thì cũng gây thất vọng. Cầu thủ 26 tuổi này thì cũng không cùng với Stevie kiểm soát ở thế giữa, thất bại trong cả hai nhiệm vụ phòng ngự và đưa bóng lên phía trước. Sự không hài lòng với các tân binh của Vingasi thì không bao gồm Quang Hải, người đã tạo ra hai cơ hội ăn bàn và đóng vai trò quan trọng trong hiệp 2 khởi sắc hơn của Pau FC. Cái viết này cho rằng huấn luyện viên Dean Tollot đang thực hiện công trình tái thiết lớn ở Pau FC sau sự ra đi của một nửa đội hình mùa trước. Và như chiến lược gia 58 tuổi nói sau trận đấu, có quá nhiều cầu thủ không theo đuổi kịp của diễn biến trận đấu. Vì vậy, cần thời gian để đội bóng này tìm lại bản sắc với những cầu thủ mới và với những gì đã thể hiện.
Hải hoàn toàn có thể góp mặt trong trận đội hình xuất phát cùng với Boli trong trận đấu tới. Quang Hải có cơ hội được ra sân ở League 2 trong 5 cho tới 6 vòng đấu trước khi mà trở về Việt Nam theo lời gọi của thầy Park. Chuẩn bị AFF Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang lên kế hoạch tổ chức giải giao hữu trong khuôn khổ FIFA Day vào tháng 9. Cụ thể, thay vì dự kiến Cup 2022 theo lời mời của Thái Lan, VFF sẽ mời hai đội bóng nước ngoài tới Việt Nam để làm giao hữu. Đại diện VFF khẳng định giải đấu này có chất lượng không hề thua kém với King Cup của Thái Lan và cũng được tổ chức trong thời gian này. Trước mắt thì tôi chỉ có thể tiết lộ đối thủ của Việt Nam là một đội bóng trong khu vực và một đội bóng châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có những cuốn sách chất lượng để cọ sát, chuẩn bị cho AFF Cup 2022, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết. Với mục đích kiểm tra phong độ của các cầu thủ, huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến triệu tập vào khoảng 30 cầu thủ, trong đó đa phần là những cái tên quen thuộc như là Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng trao cơ hội cho một số gương mặt mới đang thể hiện tốt ở V-League. Đặc biệt, ông Park gần như chắc chắn có sự phục vụ của Quang Hải và Đặng Văn Lâm. Do giải đấu của VFF diễn ra trong đợt FIFA Day nên câu lạc bộ chủ quản của hai cầu thủ này phải nhạc quân theo quy định. Cũng theo ông Lê Hoài Anh, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn có sự phục vụ của Quang Hải và Văn Lâm trong giải đấu giao hữu sắp tới nhằm định hình lối chơi cho đội tuyển Việt Nam. Dự kiến gồm 3 đội Việt Nam và 2 đội khách mời. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt trên sân vận động Mỹ Đình vào các ngày 21, 24 và 27 tháng 9. Danh tính 2 đội khách mời hiện tại chưa được công bố, nhưng cho biết bao gồm 1 đội Đông Nam Á và 1 đội châu Á. Dự kiến Việt Nam tập trung sau khi mà vòng 16 V-League kết thúc ngày 14 tháng 9. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có nửa tháng tập luyện và thi đấu ở Cúp Tứ Hùng trước khi mà V-League lên bóng trở lại vào ngày 30 tháng 9. Thêm một thông tin bất ngờ liên quan tới huấn luyện viên Park Hang-seo là ông sẽ tham dự khán trận ở giải ra quân U19 quốc tế 2022 của U19 Việt Nam. Theo thông báo mới nhất, thì huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các trợ lý sẽ tham dự khán đài lễ khai mạc xem trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar tại giải U19 quốc tế 2022. Đây là động thái khá bất ngờ của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, bởi hiện tại ông không còn nắm quyền ở đội U23. Việc xem dò cầu thủ ở lứa U23 thuộc về trách nhiệm của huấn luyện viên Gong Ki-win. Tuy nhiên, dù mục đích của huấn luyện viên Park Hang-seo là gì thì việc ông góp mặt trên khán đài thì đã cũng tiếp thêm động lực cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Kể từ khi trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ hè ở Hàn Quốc, ông Park rất tích cực tham dự khán đài ở các giải đấu V-League 2022 nhằm tìm ra những cầu thủ có phong độ tốt nhất. Theo kế hoạch, giải U19 quốc tế 2022 sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 8 tới ngày 11 tháng 8 tại Bình Dương. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 4 đội là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar. Đều là những đội bóng lớn mạnh trong khu vực và có chất lượng chuyên môn khá tốt. Giải đấu trên đất Việt Nam cũng là màn khởi động cho các đội hướng tới vòng loại U20 châu Á 2023 diễn ra trong tháng 9. U19 quốc tế 2022 sẽ thi đấu 4 lượt bao gồm 3 vòng loại theo thể thức vòng tròn, 1 lượt tính điểm. Kết thúc vòng loại, hai đội đứng đầu sẽ đạt chung kết và hai đội 3-4 sẽ tranh hạng 3. Đội vô địch sẽ nhận 10.000 USD, hạng nhì 6.000 USD, hạng ba 4.000 USD và giải phong cách là 2.000 USD. Theo lịch, lúc 18:30 ngày 5 tháng 8, U19 Việt Nam sẽ đá trận giao quân gặp U19 Myanmar.